Chào bạn, mình là Tùng. Chúng ta bàn đến câu chuyện nhà nghèo. Nhà nghèo thì sẽ đôi dép không mua được một lần phải mua từng chiếc, và giày siêu xe cũng không mua được một lần phải mua từng chiếc. Đây là cái trend khá hay. Một là tìm một người nào đó đổi, cùng mua mới sang đổi. Chúng ta có một đôi giày khập khiễng. Hai là có một số hãng phối kiểu màu lọ màu kia, siêu xe Pro 3 của nhà đáp dàn đế các bạn. Cái trend màu lọ màu kia thì có lâu rồi các bạn, mới hôm nay thì có trend sao kê thôi. Còn đây thì là dàn đế cho anh em. Cái này nó khi các bạn mua cái bộ dán đa năng nhé, nó có hai cái gói này đi kèm này, cộng một tuýp keo. Thì cách rất đơn giản là cái gói mà không có hình giọt nước này thì mình đã chia sẻ rất nhiều, các bạn vệ sinh trước, sau đó vệ sinh cái gói có hình giọt nước. Đến cái bước thứ ba là các bạn dán cái này lên. Cái này đế nó phẳng, dán nó rất dễ, không có vấn đề gì gọi là quá khó khăn đấy. Xong miết thật chặt, miết hết sức bình sinh cho nó chặt. Cái keo của cái này chính là cái keo ở đây sẵn này các bạn. Còn cái keo mà đi để đổ vào như này này, đi kèm này, các bạn nhé, đi kèm này là để đổ viền để cho nó không bị ngấm nước vào trong, để cho tuổi thọ của cái miếng dán nó bền hơn thôi các bạn, tăng tuổi thọ của miếng dán. Đấy, bây giờ một bên này nữa là chúng ta sẽ tự cái này tự dán ở nhà được các bạn. Ồ, chân bên này quá buồn. Miết xong đổ keo là xong, rất dễ. Từ các bạn mua có thể về nhà dán, và video hướng dẫn dán thì mình chia sẻ khá nhiều trên kênh No 2 Răn rồi, các bạn có thể làm theo. Gần như đã gần đầy đủ cho các mã giày. Trong câu chuyện vừa ngồi vừa dán đế thì cũng chém gió linh tinh. Đúng là chủ nhân cũng giàu, chơi hai màu, không biết đây là đi đổi hay là mua mới. Nó đã là hai màu như này rồi, mình không đủ tiền để mua từng chiếc dép một, khổ đấy các bạn. Đơn giản không? Bước cuối cùng là đổ keo thôi. Khi đổ keo thì các bạn nhớ để ý là để như này chạy được, nhưng để như này mà không có trời mưa thì không sao, nhưng trời mưa thì nó sẽ bám nước vào đây, và khi chúng ta dẫm qua vũng nước thì cái nước nó sẽ bám vào đây. Mà bất kể cái loại keo nào nó qua nước nhiều nó cũng không tốt, vì vậy chúng ta phải đổ thêm cái keo này vào. Đấy, bây giờ chỉ việc đổ keo là xong thôi. Miết chặt và đổ keo. Khi đổ keo thì các bạn cứ để ý là đổ nhiều lên một tí, vì cái keo này nó chỉ ăn, đổ nó chỉ ăn là cái lần đầu tiên thôi, lần sau dính bụi rồi các bạn vệ sinh nó mất thời gian và nó cũng không còn được dính như cái keo đầu tiên nữa. Vì vậy là khi đổ keo để bảo vệ cái miếng dán không ngấm nước thì chúng ta đổ nhiều lên một tí, xấu nhưng mà độ bền của miếng dán chúng ta sẽ cao hơn. Đây là miếng dán chống mòn, chống trơn trượt. Hãng quảng cáo khoảng 500 km, nhưng cái tuổi thọ thực sự của nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cách đắp chân của các bạn. Ví dụ các bạn đắp thiên một bên rồi thì cái tuổi thọ của miếng dán nó sẽ thấp hơn. Nếu các bạn đắp đều thì cái tuổi thọ miếng dán nó sẽ cao hơn. Vì bản thân cái đế mới của bạn khi các bạn đắp lệch thì nó sẽ đã bị hỏng nhanh hơn rồi, đúng không ạ? Ok, xong rồi các bạn, rất đơn giản đúng không ạ? Đổ keo thôi. Nhưng mà đi giày mà có hai đôi, có một đôi giày mà chân nọ chân kia, anh em chạy bộ thì sẽ hiểu. Nhưng mà ví dụ mình đi đôi dép cục cạch, một số người cứ nhìn vào nhà thằng này nghèo không mua đủ mua một đôi dép cùng màu. Hay biết đâu mà người ta lại bảo là nhặt lá đào ống bơ. Ừ, hoặc là đơ đơ sáng dậy không kịp xỏ đúng màu dép. Đi dép mà đi nhầm màu được. Hẹn gặp các bạn ở những video chém gió về chủ đề khác của chạy bộ nhé.
Các bạn có khoái đi màu cập cạch hay không? Còn mình thì mình khá khoái đi màu cập cạch.